Các khán giả truyền hình thân mến, trên màn nhỏ của quý vị và các bạn là sân vận động Nou Camp của thành phố Barcelona. Chào lửa Nou Camp với 98.000 chỗ ngồi ngày hôm nay đã không còn một chỗ trống. Chúng ta có thể thấy được một không khí rất sôi sục và cuồng nhiệt trên khắp các khán đài của sân vận động được coi là lớn nhất châu Âu này. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và cống hiến. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Trận đấu đã được bắt đầu. Và đội chủ nhà sẽ chiếm giữ phần sân bên trái của đội nhỏ của các bạn. Đường chuyền sang cánh khá tốt. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Ferran Torres. Bên trong. Anh sẽ làm gì đây? Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phản công. Lê Lất. Jordi Alba. Đường chuyền khe. Sẽ có một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Bàn thắng đã đến rất sớm khi mà các cổ động viên vẫn còn chưa ngồi ấm chỗ. Khi mà các huấn luyện viên lão làng của hai câu lạc bộ đã hiểu rất rõ về đối thủ của mình thì việc sử dụng linh hoạt chiến thuật sẽ là những nước cờ mang tính quyết định số phận của trận đấu. Sergio Busquets. Bên trong. Sergio Busquets. Ferran Torres. Bóng đã được phát ra. Một quả ném biên ở vị trí khá thuận lợi. Một pha treo bóng. Không được. Tình huống chơi bóng vào trong. Phối hợp khá đơn giản. Tình huống quá bất biệt vị. Dứt điểm. Có mặt rất đúng lúc. Đưa xong. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Phan cao. Không được rồi. Ferran Torres. Ngày hôm nay anh đã thi đấu khá tốt và đã có được bàn thắng để điền tên mình lên bảng tỷ số.
Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt được lối chơi theo cách mình muốn, khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. Anh sẽ làm gì đây? Bên trong. Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Một cú dứt điểm là không thể cản phá. Hàng thủ đã chơi không tốt trong tình huống vừa rồi. Cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Các cầu thủ cần phải thi đấu quyết tâm hơn nếu họ muốn tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trong tất cả các giải đấu ở châu Âu thì những cầu thủ chạy cánh của giải Hoàng Anh thường là những cầu thủ có tốc độ và sức dướn rất tốt. Tình huống chơi bóng vào trong. Chuyền bóng tốt. Chuyền bóng rất tốt. Chuyển vào trong. Thủ môn đã bắt được bóng. Đường chuyền chuyển sang. Test. Rất số bút quest. Đường chuyền dài. Rất số bút quest. Một pha treo bóng. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Khoai Bách để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Không được, không được. Phòng thủ rất hay, sẽ có một quả ném biên. Tắt cánh. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Lấy bóng rất đơn giản. Buntari. Sẽ có một tình huống ném biên. Chuyền bóng vào trong. Đường chuyền không thật sự tốt. Mitrovic. Rất sơ bút quest. Bên trong. Đường chuyền rất tốt. Tình huống pha bóng biệt vị. Aubameyang. Wow.
số lúc này đang có cách biệt là 3 bàn. Đó là một cú dứt điểm rất lạnh lùng, quyết đoán và vô cùng hiệu quả. Một bàn thắng tuyệt vời và xử lý cá nhân rất tốt. Biệt đã là quá lớn và chỉ có phép màu mới có thể đem lại cho họ một cuộc lội ngược dòng. Adama Traore. Nếu cứ di chuyển với tốc độ nhanh như vậy thì sớm muộn sẽ có bàn thắng. Phối hợp khá đơn giản. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi. Và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bàn một quả đá phạt. Chuyển vào trong. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Được 30 giây. Cơ hội tấn công. Vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Rất bình tĩnh. Ferran Torres. Họ đang cho thấy được sự nguy hiểm của mình. Aubameyang. Bên trong. Muntari. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Rất bình tĩnh. Đưa chiếc khe. Trọng tài viên đã căng cờ báo biệt vị. Giật số bút quét. Đưa xong. Sergio Busquets. Jordi Alba. Rất chính xác. Chuyển vào. Ý đồ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Dembele. Chuyền bóng tốt. Chuyền vào. Giữ bóng rất tốt. Nhìn cái cách thi đấu của cả hai đội, chúng ta có thể thấy được thể lực của các cầu thủ đang suy giảm nghiêm trọng. Không biết mệt mỏi thì bàn thắng đến là một điều hoàn toàn xứng đáng. Những pha tấn công rất sắc nét và mặc dù được bóng lót với số đồng nhưng họ vẫn không thể giữ được mảnh lưới. Hàng phòng thủ đã chơi quá lỏng lẻo trong những phút vừa qua và một lần nữa trong tình huống này họ cho thấy được sự mất tập trung của mình.
Sergio Roberto. Nhường trọng khe. Trọng tài biên đã căng cờ báo bình vị. Phan Cao. Giật số bút quét. Bơ trọng. Rất tốt. Rất nỗ lực. Chỉ một chút nữa là thì bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Rất gọn gàng và chính xác. Cho tới lúc này thì tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Rất nhịp nhàng. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.